những điều tuyệt diệu quanh ta. Chúng ta đều khác biệt, và điều đó thật tuyệt vời. Một số khác biệt có thể dễ dàng nhận thấy: chiều cao, kiểu tóc, màu mắt và nhiều thứ khác. Một số khác biệt lại không thể nhận ra được: món ăn chúng ta yêu thích, những nỗi sợ hãi hay những tài năng đặc biệt. Điều thú vị là cách chúng ta nhìn thế giới cũng rất khác nhau. Ví dụ nhé, bạn nhìn thấy gì ở bức vẽ này? Đa số mọi người nhìn ra một chú vịt, nhưng một số người có thể nhìn ra một chú thỏ. Cả hai cách đều đúng cả. Đây chỉ là một câu đố mẹo hình ảnh để chứng tỏ cho bạn thấy các não bộ hoạt động rất khác nhau. Não bộ chính là chiếc máy tính điều khiển cơ thể của bạn, và ở mỗi người nó hoạt động khác nhau. Nó điều khiển cách bạn học. Đó là lý do tại sao mỗi chúng ta giỏi ở những thứ khác nhau. Nó điều khiển cách bạn cảm nhận, vì thế chúng ta có nhiều cảm xúc khác nhau. Và nó điều khiển cách bạn giao tiếp. Đôi khi sự liên kết giữa các phần trong não bộ ảnh hưởng tới các giác quan của chúng ta và cách chúng ta nhận biết và hiểu những tình huống tương tác xung quanh mình. Đó chính là tự kỷ. Có nhiều người bị tự kỷ, nên khả năng cao là bạn có biết một ai đó bị tự kỷ. Và vì thế, một chút kiến thức về tự kỷ sẽ rất hữu ích. Những liên kết đặc biệt ở bên trong bộ não của người tự kỷ đôi khi làm cho người đó giỏi ở những lĩnh vực mà chúng ta có thể cảm thấy khó khăn, như là toán học, hội họa hay âm nhạc. Nhưng ngược lại, có những hoạt động với chúng ta rất dễ dàng thì lại rất khó khăn đối với họ. Ví dụ như việc kết bạn. Những giác quan liên tục gửi thông tin về cho não bộ, về môi trường và những người xung quanh. Tuy nhiên, khi kết nối giữa não bộ và các giác quan có vấn đề, não bộ có thể trở nên quá tải và lúng túng không biết phải làm gì. Và điều này ảnh hưởng tới cách ta nhìn nhận thế giới xung quanh. Tưởng tượng bạn đang đi trên một con phố. Còn đây là trải nghiệm của một người có tự kỷ, cũng bước đi trên con phố đó. Thật là đáng sợ phải không? Đáng tiếc là trong nhiều trường hợp, người tự kỷ không thể nói ra họ đang cảm thấy như thế nào. Nên ngay cả khi có nhiều hỗn loạn đang xảy ra ở trong đầu họ, nhìn ở ngoài có vẻ họ vẫn rất ổn, nhưng không biết làm thế nào để được giúp đỡ. Mỗi chúng ta đều có những cách khác nhau để giúp bản thân giữ bình tĩnh trong những tình huống bất an. Chúng ta có thể nhìn ra hướng khác, tự vỗ về mình, gặp móng tay, nghịch móng tay, cắn môi và nhiều thứ khác. Tương tự như vậy, người có tự kỷ cũng có những cách riêng để giúp họ đối phó những khi họ cảm thấy khó khăn. Những hành động này trông có vẻ kỳ lạ, nhưng nó đơn giản chỉ là cách giúp họ giữ bình tĩnh. Khi các hành động này xảy ra, nghĩa là họ đang trải qua điều gì đó khó khăn. Việc tốt bạn nên làm không phải là khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn bằng cách nhìn chằm chằm, phớt lờ họ đi hoặc trêu chọc. Hãy nhớ rằng, nếu một cái đầu đĩa bình thường không đọc được đĩa trò chơi điện tử, thì cũng không có nghĩa là nó bị hư. Người bị tự kỷ cần những người bạn sẵn sàng dành thời gian để hiểu họ hơn. Với kỹ năng giao tiếp tốt và rất nhiều sự kiên nhẫn, mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn. Tự kỷ không phải là bệnh, người có tự kỷ cũng không phải là bị hỏng, chỉ đơn giản là họ có một cách nhìn khác về thế giới. Với sự hỗ trợ từ bạn bè xung quanh, họ cũng sẽ có thể chia sẻ những cảm nhận đặc biệt của họ với chúng ta. Tự kỷ có thể mang lại rất nhiều điều tuyệt vời.